Chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn, à không, phải gọi là giới thiệu chứ. Cái này có gì đâu mà hướng dẫn. Mình sẽ giới thiệu với các bạn cái app Nova Launcher để thay đổi cái giao diện của cái app. Đầu tiên các bạn vào Chrome và tải cái Nova Launcher đã Việt hóa cho nó dễ cài đặt thôi. Các bạn chắc không có đâu. Đây các bạn tìm Nova Launcher Primer 5 chấm Việt hóa nha. Thì cái đây các bạn vào UPK này các bạn tải nha. Tại cái bản Việt hóa này về cho nó dễ cài đặt thôi. Lên rồi. Lên nó rồi ta. Đây. Rồi các bạn tìm cách mà tải về đi. Mình chỉ giới thiệu về thôi, chứ mình đã tải về rồi. Sau khi tải về thì các bạn vào và cài đặt. Download đâu rồi. Đây. Để một lát cho nó cài đặt xong. Thì mình sẽ cho cái link ở phía dưới để tải cái theme này. Theme này thì theme của anh đăng cận chứ không phải theme của mình không làm theme nha. Mình chỉ giới thiệu thôi. Và các bạn ở trên Google thì có rất nhiều loại theme ấy. Các bạn có thể vào và kiếm theme nào đẹp thấy hợp với mình thì sử dụng. Đây các bạn chọn Nova Launcher nha. Lúc nhấn Home là nó sẽ hỏi mình chọn cái nào. Quá nhấn hôn thêm lần nữa đấy, bây giờ mới nhấn luôn chọn này để nói bên tao mấy cái hack game tại yoga yoga.pk.com nó chỉ hiện một lần đầu tiên thôi. Rồi bây giờ các bạn cài đặt Nova lại nhé. Mình sẽ cài như kiểu Android gốc của mình, tắt cái ứng dụng thường dùng này kiểu ngang này, thẻ nền tắt tìm kiếm tắt để xem lại sao đang còn cái đây nền. Các bạn ở đây mình chọn nền nếu muốn trong suốt thì cái thanh transparency này mình không biết tiếng Anh đâu, các bạn nhìn theo và kéo là được rồi đó, kéo cái nền này cho nó trong suốt thôi. Còn về cái giao diện nhá, ở đây mình sẽ cho một cái link ở phía dưới để tải cái giao diện này về. Thì các bạn tải giao diện về và vào thì cũng vào cài đặt cái giao diện đó thôi. Đây ở đây mình sẽ cho cái giao diện theme neon này. Cái này thì của anh đang cần làm, các bạn cài đặt hoặc các bạn tìm trên Google cũng có rất nhiều cái theme của các người khác làm cũng đẹp, nhưng ở đây mình chỉ giới thiệu cho các bạn cái theme này thôi. Rồi vào thiết lập Nova lại, vào giao diện này các bạn chọn chủ đề biểu tượng nha. Đây thì ở đây có một số cái theme này, có biểu tượng này, thì cái theme neon này mình vừa cài đặt thì nó sẽ có ra cái đó. Mình tích vào cái theme neon này đấy, chỉ cần như vậy là mình đã làm xong cái theme rồi đấy. À, đã cài đặt xong cái theme rồi, ở trong này nó cũng sẽ hiện, nhưng các bạn đợi một lát cho nó chạy xong lại chứ. Đây thì giao diện ở đây
Thì video tiếp theo mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bạn có thể chỉnh sửa cái giao diện, chỉnh sửa cái theme tùy tùy theo ý thích của các bạn. Bây giờ mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở các video sau. Video sẽ làm về cái giao diện này, các bạn có thể tự thiết kế cái giao diện riêng cho mình.